Thưa quý vị, đào tạo tăng tài là nhiệm vụ quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho các giáo thọ sư, giảng viên đến từ các trường Phật học trên toàn quốc vừa được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Một lần nữa cho thấy, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội luôn chú trọng nâng cao chất lượng nhân sự làm công tác đào tạo, giảng dạy Phật học. Những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và đạo tình được gặt hái trong khóa học sẽ là hành trang quý giá cho sự nghiệp chồng người của chư vị giáo thọ, giảng viên, giáo viên. Từ đó, đưa hoạt động giáo dục đào tạo của Phật giáo ngày càng hội nhập và phát triển. Đồng ý với cái quan điểm sôi nổi, vui vẻ, thoải mái. Đó là không khí được ghi nhận tại buổi chia sẻ của Tiến sĩ Đào Lê Hòa An với chủ đề Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp trong khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2024 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong những ngày vừa qua. Có lẽ đây là lần đầu tiên các vị giảng sư được tiếp cận và làm quen với phương pháp dạy học này, nên tất cả đều cảm thấy hứng thú, học hỏi được nhiều kỹ năng trong việc nắm bắt tâm lý học viên, cách tạo ra sự kết nối gần gũi giữa thầy và trò trong mỗi tiết học. Rất là có bổ ích và rất là có cái giá trị là để cho một người đứng lớp chúng tôi là nắm vững được những cái kỹ năng, rồi nâng cao được cái làm chủ của lớp học. Tiến sĩ Hòa An đã cho chúng tôi những cái kỹ năng. Ví dụ như mình tạo cho một cái học viên luôn có một cái sự gọi là hứng thú trong việc học, không làm cho cái người học viên mình họ có vẻ buồn chán, và tạo cho cái người học viên luôn luôn là chăm chú và kích thích cái não bộ người ta hăng say trong việc học. Thì rất là hay, giống như là giáo dục tâm lý để những cái vị thầy mình đứng lên lớp mình sẽ có những cái kỹ năng sư phạm là hiểu tâm lý các bạn tăng ni sinh, hiểu cái những cái người mà mình quản lý là các em đang ở trong cái môi trường của mình học, để nó nhẹ nhàng và nó gần gũi với mình xem các em giống như là bạn, là em út trong nhà, để dễ dàng mà nói chuyện và thông cảm và hiểu hơn. Cùng với việc nắm bắt tâm lý của học sinh, với mong muốn giúp cho Chư Tôn Đức Tăng Ni là giảng viên tại các trường trung cấp Phật học trên cả nước bắt kịp với xu thế thời đại công nghệ 4.0, ban tổ chức đã tổ chức chia sẻ chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, mang đến nhiều thông tin bổ ích, hữu dụng trong quá trình giảng dạy. Đây cũng là một trong những nội dung được ban tổ chức lựa chọn để chia sẻ với các học viên trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tại đây, Chư Tôn Đức học viên được trải nghiệm công nghệ AI, ChatGPT, Gemini, Copilot áp dụng trong việc thiết kế giáo án, thu thập dữ liệu, nghiên cứu, từ đó giúp cho mỗi bài giảng thêm sinh động, hiện đại, dễ tiếp thu hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thì một môn hết sức là mới mẻ so với phần lớn là các vị giáo thọ tại đây. Bản thân chúng con thì cũng là đã có tiếp cận về phần công nghệ này rồi, một số những ứng dụng chúng con đã sử dụng. Tuy nhiên, cái phần mà hết sức đặc biệt là trên cái ChatGPT đó là cái phần mà lớp, mọi thành viên của lớp cũng như bản thân chúng con cảm thấy có nhiều những hứng thú để chúng con cùng khám phá. Sử dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học thì làm sao ấy là các giáo thọ, các giảng viên ấy họ sẽ hiểu được những cái công cụ này, những cái phương pháp này, những cái phương thức này, và đặc biệt ấy là công nghệ trí tạo đang là lên ngôi và bắt buộc phải có chuyển đổi số. Và khi muốn chuyển đổi số được ấy thì bắt buộc ấy là tôi phải tạo ra các giáo trình nó phù hợp để làm sao cho nó phù hợp với chủ đề về Phật giáo, để làm sao cho các giảng viên, các giáo thọ ấy trong tương lai là có thể sử dụng được và truyền đạt lại cho các học viên. Dù chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng ban tổ chức đã chọn lọc những nội dung cần thiết, phù hợp và bao quát nhất để chia sẻ đến các học viên. Trong đó có những chuyên đề được xây dựng theo hướng lấy con người làm trung tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ giáo thọ sư, giảng viên, giáo viên như phẩm chất của người giáo thọ trung cấp Phật học, tâm lý học sư phạm nghề nghiệp, giao tiếp và ứng xử sư phạm. Ngoài ra, nhiều nội dung khác cũng được lựa chọn nhằm cung cấp cho đội ngũ giảng dạy có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn. Những cái môn mà chúng tôi chọn đều có một cái dụng ý để là cho cái hàng ngũ gọi là giảng dạy có được cái kinh nghiệm thêm, có được cái kỹ năng thêm và có được những cái người đi trước họ chuyên môn, họ sẽ hướng dẫn. Khóa bồi dưỡng này là nó tập trung những cái trí tuệ, những người về có cái đam mê về cái giáo dục
Bởi vì nền giáo dục là sự rất quan trọng, nó là cốt lõi của nhân tố con người. Cho nên với cái khóa bồi dưỡng này, nó sẽ giúp ích cho những cái người học viên để hiểu thêm những cái kiến thức và đồng thời trao dồi những kinh nghiệm để chúng ta học hỏi những cái kinh nghiệm và đồng thời cũng chia sẻ với nhau những sự hiểu biết để tăng thêm trong cái kinh nghiệm giáo dục. Chúng tôi rất là hoan hỷ, phấn khởi là được ban tổ chức mời những chuyên gia, các cái nhà sư phạm của các cái trường ở bên ngoài đã hỗ trợ cho cái chương trình bồi dưỡng lần này, làm cho cái công tác đào tạo của trường Trung cấp Phật học có thêm được những cái tư liệu, những cái trải nghiệm, những cái kết quả nghiên cứu các công trình khoa học về sư phạm, về giáo dục, về quản lý, đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy tại các trường Trung cấp Phật học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này mà Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội đề ra. Thực tế hiện nay, nhìn chung các trường Trung cấp Phật học phần nào đó làm tốt vai trò giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các học viện Phật giáo. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, chương trình dạy chưa đảm bảo, số lượng giáo thọ sư còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy nên chưa nắm bắt được tâm lý, cách truyền đạt dẫn tới chất lượng đầu ra bị ảnh hưởng. Do đó, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đã giúp tháo gỡ khó khăn đó, chỉnh đốn lại nội dung, con người, phương pháp, thời lượng giảng dạy. Khi tất cả yếu tố này được tôn trọng, thì chất lượng đào tạo tại hệ Trung cấp Phật học mới được đồng đều. Cái phương pháp giảng dạy, cái công cụ giảng dạy và cái những cái đường hướng giảng dạy cần phải luôn luôn cập nhật theo cái xu thế trong thời đại hiện đại và mang tính là sư phạm và khoa học. Và những cái nhu cầu đó khi nay trong các trường cũng rất là mong mỏi, và cái khóa học này đã đáp ứng tất cả các khía cạnh, dầu là trong một cái thời gian một tuần nhưng cũng đã tạo được một cái nền tảng rất là quan trọng để từ đó các vị giáo thọ sẽ suy nghĩ và định hướng và sẽ trang bị cho mình những cái kỹ năng kiến thức cần thiết và ứng dụng vào trong vấn đề giảng dạy. Rất là mình sẽ có cái cách hướng dẫn lại cho tăng ni sinh nó bài bản hơn và một cách hệ thống và theo cái phương pháp mà quý thầy, quý vị giáo sư ở đây trao đổi, thấy rất là cần thiết. Cái chất lượng dĩ nhiên là sẽ nâng cao hơn và cái hiệu quả giảng dạy nó cũng sẽ nâng cao hơn. Bây giờ nó có phương pháp hơn. Chúng tôi cảm thấy như mình sống lại một cái thời tuổi trẻ, năng nổ, muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt là trong cái giáo dục của Phật giáo ngày nay, đối với các cái trường Trung cấp Phật học, rất cần có những cái lớp bồi dưỡng như thế này. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, ban tổ chức sẽ có nhiều lớp chuyên sâu hơn nữa để giúp cho các giáo thọ sư giảng dạy các cái môn ở trường Trung cấp Phật học có cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn. Và công tác quản lý, đào tạo cũng được quan tâm, được bồi dưỡng nhiều hơn nữa. Ngay từ sớm, Chư Tôn Đức Tiền Bối đã rất quan tâm đến Phật sự giáo dục Tăng Ni, xem đó là yếu tố trọng tâm, làm nên sự hưng thịnh của Phật giáo, là một trong những công việc quan trọng hàng đầu, dù ở bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào. Tuy nhiên, dù cho trường, lớp có quy mô đến đâu, cơ sở vật chất tốt đến đâu và mọi tài liệu giáo trình dù có đầy đủ, nếu không có người thầy hướng dẫn thì không phát huy được hết tác dụng. Do đó, việc nâng cao chất lượng của mỗi giáo thọ sư là nhân tố quyết định sự thành công của hoạt động giáo dục, đào tạo tăng ni, Phật tử tài đức, trở thành giường cột cho giáo hội, sống có trách nhiệm chung đối với dân tộc, với sự phát triển. Có thể nói rằng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng sư tại các trường Trung cấp Phật học là việc làm rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Chỉ có như vậy mới tạo nền tảng cho sự nghiệp giáo dục tăng tài, từ đó kế thừa mạng mạch của Phật giáo, lan tỏa tư tưởng nhân văn của Phật giáo.